Nhà tiên tri mù Vanga dự đoán về thảm họa kinh hoàng có thể xảy ra vào cuối năm 2023. Bà Baba Vanga qua đời năm 1996, hưởng thọ 75 tuổi. Bà sống gần trọn đời ở vùng Rupit, thuộc dãy núi Kohut, Bulgaria. Sau khi bị mù trong một cơn bão bụi vào năm 12 tuổi, Vanga được cho là đã có siêu năng lực huyền bí giúp bà nhìn thấy tương lai. Trong suốt cuộc đời mình, bà đã đưa ra những tiên đoán chính xác về đại dịch Covid-19, Vụ tấn công tòa tháp đôi ở Mỹ vào ngày 11 tháng 9 năm 2001, vụ chìm tàu Kursk của Nga năm 2000, cái chết của công nương Diana năm 1997 và thảm họa hạt nhân Chernobyl năm 1986. Mới đây, các nhà nghiên cứu cho rằng bà Vanga đã cảnh báo về một vụ nổ nhà máy điện hạt nhân lớn sẽ xảy ra trong năm nay, khiến một đám mây độc hại khổng lồ bao trùm khắp châu Á. Nhiều quốc gia có thể bị ảnh hưởng bởi vụ nổ này do sự lây lan của các căn bệnh nghiêm trọng khi các đám mây độc hại tràn ngập không khí. Các tín đồ của bà Vanga đã phân tích tình hình thế giới gần đây và cho rằng lời tiên tri này có thể liên quan đến cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine. Bởi nhà máy điện hạt nhân Japorizhia nằm ở phía đông nam Ukraine là nhà máy điện hạt nhân lớn nhất châu Âu. Chiến sự ác liệt giữa hai bên có thể gây ra thảm họa hạt nhân tại châu Á. Ngoài thảm họa hạt nhân, bà Baba Vanga còn đưa ra bốn dự đoán lớn khác cho năm 2023. Đầu tiên, bà được cho là dự đoán rằng quỹ đạo trái đất sẽ thay đổi. Hàng chục nghìn năm nay, quỹ đạo của hành tinh chúng ta chỉ dịch chuyển nhỏ khi quay quanh mặt trời. Tuy nhiên, khi có sự thay đổi lớn hơn, nó sẽ gây ra sự tan phá khủng khiếp. Chỉ cần trái đất tiến gần đến mặt trời hơn, các sông băng sẽ bị tan chảy thành ngập lụt cả hành tinh. Hoặc nếu chuyển dịch ra xa mặt trời hơn, có thể đẩy chúng ta vào kỷ băng hà. Thứ hai, nhà huyền môn cho rằng có thể xảy ra bão mặt trời khổng lồ làm thay đổi khí hậu trái đất. Một số người giải thích những lời tiên tri của bà Vanga có nghĩa là một cơn sóng thần mặt trời đang đến gây ra những thiệt hại lớn. Nhà tiên tri mù cũng được cho là đã tiên đoán về một loại vũ khí sinh học sẽ được một siêu cường quốc sử dụng trong năm 2023 khiến cho hàng trăm nghìn người thiệt mạng. Vũ khí sinh học có thể là các vi sinh vật như virus, vi khuẩn, các chất độc hại do sinh vật sống tiết ra để gây bệnh và tử vong cho con người, động vật hoặc thực vật. Chúng đang bị cấm bởi công ước vũ khí sinh học. Cuối cùng bà Baba Vanga được cho là đã báo trước sự kết thúc của việc mang thai tự nhiên trong năm nay. Những người giải mã các tiên đoán của bà tuyên bố rằng tất cả trẻ sơ sinh sẽ được nuôi trong phòng thí nghiệm. Chính quyền và chuyên gia y tế mới là người có quyền quyết định ai được có con. Họ cũng nói rằng cha mẹ có thể chọn những đặc điểm như màu tóc và màu mắt cho con. Trên thực tế không phải là mọi lời tiên tri của bà Vanga đều trở thành sự thật. Theo các nhà nghiên cứu thì có khoảng 68% lời tiên tri của bà Vanga là chính xác, trong khi đó những người tin tưởng bà Vanga nói rằng độ chính xác có thể lên tới 85% lời tiên đoán vào năm 2023 sẽ xảy ra một thảm họa hạt nhân. Bà Vanga cho rằng hậu quả của nó sẽ vô cùng sâu rộng, tác động đến chính trị toàn cầu, môi trường và toàn thể nhân loại. Sự kiện này có khả năng gây bất ổn cho các mối quan hệ quốc tế, châm ngòi cho cuộc xung đột và dẫn đến những thay đổi trong cán cân quyền lực toàn cầu. Mức độ nghiêm trọng của dự đoán này đã làm dấy lên vô số dự đoán. Tuy nhiên, một số nhà phê bình lập luận rằng những lời sớm truyền vẫn có thể bị ảnh hưởng bởi bối cảnh xã hội và văn hóa, và việc giải thích cho các lời tiên tri có thể rất khác nhau. Một khía cạnh cần xét đến là khả năng lời tiên đoán của bà Vanga mang ý nghĩa tượng trưng hoặc ẩn dụ. Những lời tiên đoán của bà thường dựa trên tính biểu tượng và việc giải thích chúng theo nghĩa đen có thể dẫn đến hiểu lầm. Điều cần làm là lý giải các tiên đoán với tâm trí cởi mở, cũng như xem xét các cách giải thích khác nhau để nắm bắt đầy đủ thông điệp từ chúng. Thưa quý vị, những tuyên đoán về một thảm họa hạt nhân cuối năm 2023 của bà Vanga càng trở nên thu hút sự quan tâm chú ý hơn bởi những vấn đề nghiêm trọng diễn ra gần đây liên quan đến cuộc xung đột Nga-Ukraine. Nhiều chuyên gia dự đoán rằng vụ vỡ đập ở Ukraine có thể gây ra thảm họa hạt nhân chậm. Với vụ vỡ đập Nova Kakhovka ở Ukraine, có nhiều cảnh báo về nguy cơ thảm họa sinh thái và hạt nhân nếu nhà máy điện hạt nhân Japorizhia bị ảnh hưởng. Phát biểu vào ngày 6 tháng 6, Đại sứ Trung Quốc tại Liên Hiệp Quốc Trương Quân cảnh báo vụ vỡ đập Nova Kakhovka trên sông Dnieper ở vùng Kherson có thể đe dọa nhà máy điện hạt nhân lớn nhất châu Âu và kêu gọi cả Nga lẫn Ukraine đảm bảo rằng điều này sẽ không xảy ra. Chúng tôi bày tỏ mối quan ngại rất lớn về việc con đập tại nhà máy thủy điện Kakhovka bị vỡ. Ông Trương cho biết, theo Đại sứ Trung Quốc, hồ chứa Kakhovka là nguồn cung cấp nước làm mát chính cho nhà máy điện hạt nhân Japorizhia và việc hồ chứa bị cạn có thể khiến nhà máy không có đủ nước trong tương lai. Trung Quốc nhắc lại rằng, trong trường hợp xảy ra thảm họa hạt nhân, không ai có thể tránh bị ảnh hưởng. Chúng tôi kêu gọi kiềm chế tối đa, tránh những lời nói và hành động có thể leo thang đối đầu và dẫn đến tính toán sai lầm, đồng thời duy trì sự an toàn và an ninh của nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia. Ông Trương cảnh báo Đập Nova Kakhovka bị vỡ vào sáng ngày 6 tháng 6 đã gây ngập lụt nghiêm trọng tại hàng chục ngôi làng lân cận và buộc hơn 17.000 người phải di tản và có thể hàng chục ngàn người nữa phải rơi bỏ nhà cửa. Cả Nga và Ukraine đều đổ lỗi cho nhau về vụ làm vỡ đập. Ukraine cho rằng Nga phá đập nhằm ngăn cản cuộc phản công của nước này. Trong khi Moscow nói Kiev muốn cắt nguồn nước cho bán đảo Crimea bị sát nhập vào Nga năm 2014 trong khi đó đối với người dân tại đây họ đang phải đối mặt thêm với một nguy cơ thảm họa trong lúc cuộc sống đã vô cùng khó khăn vì chiến sự các nhà phân tích cho rằng trong trường hợp xấu nhất vụ vỡ đập có thể gây nguy hiểm lâu dài cho nhà máy điện hạt nhân japoritia nếu không có đủ nguồn nước trong tương lai nhà máy này sẽ không thể làm mát hệ thống vận hành các máy phát điện và từ đó có thể làm dò dỉ hạt nhân bình luận trên twitter Ông Ewin Liman, chuyên gia an toàn hạt nhân tại Liên minh các nhà khoa học có liên quan, gọi tình hình tại nhà máy điện hạt nhân Japoritia là một thảm họa chậm. Chúng ta sẽ thấy tác động đối với nhà máy theo thời gian. Có một khoảng thời gian để giải quyết vấn đề này, nhưng nó không phải là vô hạn. Ông Liman nói. Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế IAEA nói rằng nhà máy Japoritia hiện tại không gặp nguy hiểm vì các hồ chứa nước làm mát của nhà máy đang đầy đủ và đáp ứng trong vài tháng tới. Theo Hiệp hội Hạt nhân Mỹ, nhà máy này cũng có máy bơm để lấy nước từ các nguồn thay thế. Ngoài ra, nhà máy Japoritcha không còn hoạt động trong vài tháng qua nên sẽ cần ít nước làm mát hơn. Nhưng chiến sự kéo dài từ đầu năm ngoái cho đến nay đã gây ra thiệt hại nặng nề cho hạ tầng và nguồn nước của Ukraine. Vụ vỡ đập Kakhovka khiến cho nhà máy Japoritcha lại mất thêm một lớp bảo vệ an toàn. Cựu Bộ trưởng Sinh thái Ukraine, ông Ostap Semerak cho rằng, Bên cạnh mối đe dọa về hạt nhân, vụ vỡ đập có thể gây ra những hiểm họa tiềm tàng khác. Cụ thể, ông này nói rằng, khi nước lũ nhấn chìm các thành phố, chạm xăng và trang trại, cuốn theo các hóa chất nông nghiệp và sản phẩm hóa dầu chảy vào biển đen. Điều này sẽ có tác động đến Romania, Georgia, Thổ Nhĩ Kỳ và Bulgaria. Nó sẽ có hại cho tất cả khu vực. Ông Sermak nói, cảnh báo rằng đây có thể là thảm họa tồi tệ nhất ở Ukraine kể từ Chernobyl năm 1986. Tổng thống Ukraine Zelensky cho biết, 150 tấn dầu nhờn công nghiệp đã bị cuốn trôi khi phòng chứa động cơ tại nhà máy thủy điện Kakhovka chìm trong nước. Bà Olena Karachenko, giám đốc của tổ chức phi chính phủ về luật môi trường nhân dân Ukraine nói rằng đập Nova Kakhovka bị vỡ có nguy cơ gây ra hậu quả môi trường chưa từng có đối với các khu vực hạ lưu, cửa sông Dnieper và các hệ sinh thái ở khu vực Biển Đen. Khi dòng sông bị ô nhiễm, một số thành phố bao gồm cả Kherson có thể thiếu nước, và những vùng đất nông nghiệp không đủ nước tưới tiêu ảnh hưởng đến mùa màng